cho tới giờ này á, mình chưa thấy bất kỳ một cái thương hiệu thời trang nào của Việt Nam mà họ lên online và họ thành công hết. Chẳng lẽ chúng ta là người đi đầu khai phá, và chúng ta là người đi đầu khai phá thì chúng ta nhận hàng loạt những cái rủi ro khác. Mặc dù cái thế giới online nó rất là phát triển, nào là Facebook, nào là livestream, tuy nhiên mình cũng vẫn thấy là những cái kênh chính á, nó vẫn cứ đi là thứ nhất là kênh chợ, cái thứ hai á là kênh qua các nhà phân phối, và cái thứ ba á là các cái gia đình truyền thống họ kinh doanh lâu đời rồi, họ có thể là đời thứ hai, đời thứ ba từ đời ông bà lại, và họ có những cái shop rất là mạnh, họ có những shop rất là lớn, và hầu như là họ chi phối cả cái khu vực vật đó. Phần lớn đó là mọi người á, họ đi mua sắm khu đó là họ vẫn cứ đi tới những cái nơi trung tâm đó. Hầu như là cái kênh online của chúng ta là họ chỉ xem, họ tham khảo, họ hoặc là họ nghĩ rằng đó là hàng cấp thấp. Còn hàng chúng ta là chúng ta đã mất hết 13 năm, chúng ta đã có cái thương hiệu. Nó là họ càng đến cái cửa hàng đó để họ trải nghiệm, họ xem. Tôi có một cái doanh nghiệp bạn và họ kinh doanh bên ngành giày. Và họ cũng, cái ngành giày mà nó cũng đông đi đo đếm như giống như cái ngành thời trang của chúng ta vậy. Và họ cũng quyết tâm là họ muốn loại cái kênh đại lý ra. Và bằng cách gì ạ? Khi khách hàng đặt online, họ gửi về nhà luôn, họ gửi về trực tiếp nhà khách luôn. Là 3 đôi giày để khách hàng được quyền lựa chọn. Rồi xong khách chọn một đôi rồi trả về lại. Tuy nhiên cái giải pháp đó khi mà doanh nghiệp triển khai á, thì nó chỉ có được chút thành công thôi, nhưng mà nó đi liền hàng loạt cái bộ máy ở phía đằng sau. Tôi rất là trăn trở cái dự án, cái đề cương mà CEO đưa ra. Chúng ta cần phải ra rõ ràng từ cái kinh phí cho tới cái nhân sự cho tới cái công nghệ, tất cả mọi thứ ra rõ ràng. Nếu mà chúng ta triển khai cái mô hình online này á, có lẽ là cái văn phòng chúng ta nó cần phải bự ra. Vì sao vậy? Nó phải cần rất là nhiều nhân viên để tư vấn khách hàng online. Mà hồi giờ cái kênh phân phối của chúng ta nó rất là đơn giản gọn lẹ. Chúng ta chỉ cần mỗi tỉnh một vài cái đại lý, một vài cái nhà phân phối. Bây giờ chúng ta đi kinh doanh online như vậy, cái bộ văn phòng chúng ta nó sẽ rất là lớn. Cái này và nó kéo liền với hàng loạt những cái chi phí khác. Cái sự phản hồi của đại lý á, đại lý nào cũng vậy. Hàng năm mà, chúng ta đã có 13 năm rồi. Cứ hàng năm là cứ tới kỳ là họ cứ đòi giảm giá, họ yêu sách. Đại lý nào cũng vậy, không ai... Đó là chuyện hết sức bình thường. Đúng thôi. Đúng rồi, họ bảo vệ cái quyền lợi của họ. Tôi quan tâm đến cái người tiêu dùng cuối. Cái người tiêu dùng cuối của chúng ta cứ mãi nói về 4.0. Nhưng mà thật sự hành vi của khách hàng tiêu dùng cuối chúng ta, họ, mình ước lượng họ mới là 0.4 thôi. Cái việc mà lên trên mạng, rồi đặt nút, rồi order, rồi trả tiền, rồi chờ. Tôi đã từng lên trên mạng tôi mua sách. Tuy nhiên những cái quyển sách gấp lắm tôi mới lên trên mạng tôi mua. Còn không là tôi cũng thích đi vào nhà sách mua để gì? Để cái sự trải nghiệm, được đọc cái quyển sách đó, được xem sản phẩm đó, được nhìn người ta đi mua sắm nữa. Thì cái khách hàng đầu cuối của chúng ta đó, họ quan tâm tới cái điều đó. Họ quan tâm cái sự trải nghiệm, họ quan tâm tới cái mà được giao tiếp, được nói. Và cái hệ thống đại lý của chúng ta hiện tại, họ đang làm rất tốt cái việc này. Họ làm rất là tốt. Nó là cái việc mà chúng ta triển khai một cái kênh mới ngay cái thời điểm này thì tôi chưa thấy cái khả năng sáng sủa ngay thời điểm này. Tôi thì vô cùng lo lắng rằng là khi mà triển khai cái về công nghệ thông tin đó là chạy nửa đường là chúng ta bị đứt. Mình có một cái cảm nghiệm là mỗi sáng mình hay chạy bộ, và mình chạy bộ đều, và tự nhiên cái sức khỏe mình nó rất là tốt. Nhưng là lâu lâu có một bạn của mình nó kêu chạy bộ theo đi. Nó cũng thức dậy, nó thức được 3 bữa rồi nó đứt mất tiêu. Ý ở đây muốn nói là cái hệ thống của ta nó đã ngọt tới 13 năm nay rồi. Và chuyện gì xảy ra khi mà kinh phí cổ đông của chúng ta đã duyệt rồi, đồng ý rồi, thì chạy được 3 bữa, 5 bữa đi đứt, đi tiêu hết. Và xu thế là chúng ta phải bắt buộc rồi. CEO hãy làm cho chúng tôi được an tâm cái điều này, còn không thì chúng ta vẫn cứ như vậy. Cái khách hàng của mình là người tiêu dùng cuối. Và bạn nên nhớ rằng là các cái gia đình đó, họ đã kinh doanh rất là nhiều đời. Và các cái gia đình đó, họ cũng biết cách đào tạo khách hàng đó. Anh CEO họ đào tạo khách hàng theo cái tình cảm của họ, và cái lời nói họ trọng lượng vô cùng. Mình đã từng chứng kiến là họ yêu quý cái nhãn hàng nào là họ nói hôm nay có cái mẫu này đẹp lắm nè. Và khách hàng lập tức chọn cái đó liền. Họ đào tạo một khách hàng vô cùng insight, tức là vô cùng hiểu được cái phía bên trong của khách hàng cần lại gì. Họ chỉ cần nói một từ thôi là khách hàng mua được ngay. Là sáng lập của một công ty liên quan tới đào tạo, vậy thì anh có định áp dụng cái mô hình gọi là học trực tuyến đối với những cái học viên của mình hay không ạ? Cái mô hình này mình đã áp dụng được 2 năm nay rồi. Và cái cơ hội online ngày hôm nay thì nó cho các học viên được tiếp cận nhiều hơn. Lúc xưa khi chưa áp dụng thì
chủ yếu là học viên là ở tại thành phố Hồ Chí Minh. Bây giờ thì có những người ở Gia Lai, thậm chí ở Lạng Sơn, ở phía Bắc nữa. Họ biết trước, rồi họ cũng bay về thành phố Hồ Chí Minh họ học. Và gần đây nhất là cái live stream. Thông qua cái live stream đó thì chúng ta mới đi vào những cái group và đào tạo live stream rất là kín, trong các group kín. Thì một cái live stream vậy đào tạo vài trăm học viên và học bất kỳ cái giờ nào luôn. Có thể là giờ buổi sáng, có thể là giờ buổi tối. Và chúng ta hẹn nhau và chúng ta vào đó chúng ta live stream. Riêng cái mô hình đào tạo thì cực kỳ phù hợp và nó thuận lợi hơn xưa rất là nhiều. Mở rộng học viên lan tỏa kể cả ở nước ngoài. Và tụi mình code nữa. Ngoài cái đào tạo xong thì học viên rất cần code những cái cách như hồi nãy hai chuyên gia chúng ta code CEO của chúng ta. Thì học viên họ ở bên Mỹ, họ ở bên Nga, họ muốn code thì cũng thông qua cái mô hình online này thì chúng ta chỉ code một với nhau. Vâng, tôi thấy anh nói tới những thuận lợi của cái mô hình này rồi. Thế còn những khó khăn gì mà mình cần phải vượt qua? Cái khó khăn của cái mô hình online này là cái vấn đề là công nghệ. Để đầu tư một cái chương trình đào tạo online bài bản thực sự là đầu tư vào công nghệ rất là nhiều. Cái đó là một cái thách thức rất là lớn. Rồi cái cách sử dụng về công nghệ nữa. Cái cách sử dụng về công nghệ và cái đầu bên kia nữa, khách hàng bên kia. Họ rất là muốn học nhưng mà cái công nghệ thì họ cũng không có nắm được. Và cái khó khăn nữa là cái online nó không có tạo ra được cái sự dẫn dắt, cái sự trải nghiệm. Tại vì học tập thì nó cần cái sự trải nghiệm cái game đó, làm cái bài tập đó để người ta vỡ ra. Thì hầu như online là chúng ta chỉ truyền đạt thông tin